ơi, hôm nay chúng ta cùng tô về chú thỏ này nhá. Đầu tiên mình sẽ tô lưỡi của chú thỏ. Tả mình sẽ tô màu xanh. Chú thỏ mình sẽ tô màu xám, màu tím nhạt đi, vì trong phim hoạt hình chú thỏ là màu tím nhạt, màu tím. Mình sẽ tô một trái tim. Mình đã tô xong rồi, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé. Này nhá, tiên mình sẽ tô được, đầu tiên mình sẽ tô đám mây. Thì mình sẽ tự cái hiên.
sau đó mình sẽ tô nước biển. Vậy là mình đã tô xong rồi, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé. Cùng tô bức tranh về chú khỉ này nhé. Đầu tiên mình sẽ tô khỉ màu nâu. Tiếp theo mình sẽ tô lá. Vậy là mình đã tô xong rồi, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.